tôi ở ra cùng ông các bà và các cụ cũng ra tiên báo cáo với các cụ phần này cho đến phần này. Đây là bố cháu Dũng có kiến lễ gia tiên ở bên nhà các cụ. Vâng, hai mẹ nữa chứ nè. Vâng. À sao ạ? Xin phép các cụ nhá. Hai ông đứng đây. Anh đi chợ hả? Đừng đứng ở bàn thờ sao? Đẹp quá. Nói thật, anh Đen và cũng như hôm trước nói là mẹ mang cái nỗi khổ hoài đấy. Mời tất cả các đồ các bà là bất chút thời gian.云淡天高，就这样一直到老。